Nhà rông được ví như hồn của làng, vừa là không gian linh thiêng, vừa rất gần gũi với mỗi người Mang Na ở vùng đất Hà Tây, huyện Chư Pả, tỉnh Gia Lai. Cộng đồng cũng luôn có ý thức giữ gìn, bảo tồn nhà rông để tiếp nối mạch nguồn văn hóa truyền thống. Nhiều làng ở xã Hà Tây còn bảo tồn được những ngôi nhà rông to đẹp nhất Tây Nguyên. Trong đó có nhà rông làng Con Mã. Sau một thời gian dài phục vụ sinh hoạt cộng đồng, nhà rông xuống cấp và được dân làng Con Mã tiến hành sửa chữa các hạng mục như lợp mái tranh, đan vách, làm cầu thang, sàn nhà. Theo già Piang, nhà rông được làm từ cuối năm 2011 đến năm 2015, làng tiến hành sửa chữa lần đầu tiên. Đây là lần thứ hai làng sửa mái nhà chung của làng với sự chung tay góp sức của cả cộng đồng. Bà con rất vui mừng, hơn nữa là được lãnh đạo chính quyền xã cho phép khai thác mấy lâm sản phụ như tre, nứa, mây thì bà con rất mừng. Bà con cũng bỏ ngày lao động rồi tập trung, rồi các tổ vận động nhau đi chặt tre nứa, rồi các tổ cũng phải đóng góp kinh phí để mà chuyên chở vật liệu để xây dựng. Dù làm nhà rông mới hay qua các lần sửa chữa, người Ba Na chỉ dựa vào kinh nghiệm để trao truyền cho nhau. Trong lần sửa chữa này cũng vậy, làng Con Mã chia thành 5 tổ, phân công mỗi tổ mỗi việc rất hợp lý, để cả trăm con người ai vào việc đấy rầm rắp. Mọi chi tiết sửa nhà đều được thực hiện thủ công một cách tỉ mỉ, chính xác, khiến ngôi nhà rông trải qua hàng chục năm vẫn bền chắc với mưa nắng. Qua việc chung này cũng cho thấy khả năng tư duy, thích ứng và trình độ thẩm mỹ cao của người Ba Na. Đặc trưng của nhà rông Ba Na ở Hà Tây là chiều ngang tương đối rộng, dáng vẻ bề thế, vách đan bằng tre nứa, có nẹp tre ngang dọc để tăng độ bền chắc, mái lợp tranh dày cả gang tay. Toàn bộ nguyên vật liệu đều do người dân đóng góp. Có người đi hàng chục cây số mới tìm được dây mây già bền chắc hay cắt được những bó cỏ tranh có đủ chiều dài để lợp nhà. Vậy nên, hoàn thành việc sửa chữa một ngôi nhà rông to đẹp cũng khẳng định sức mạnh cộng đồng và tiềm lực to lớn của làng trong việc tập hợp đoàn kết người dân. Toàn bộ vật liệu làm như tre, nứa, mây đều do bà con lấy từ trong tự nhiên. Phát huy tinh thần trách nhiệm với công việc chung, bà con làng Con Mã không chỉ góp vật liệu mà góp hàng ngàn ngày công để sửa chữa nhà rông. Trong suốt 3 tuần tiến hành sửa chữa nhà, mọi người đều gác lại việc riêng để chung tay sửa nhà. Mỗi người mỗi việc, nhưng ai nấy đều vui vẻ khi được góp sức vào công việc chung của làng. Những mái nhà rông sừng sững giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ từ ngàn đời nay vẫn là ngôi nhà chung của đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Đây không chỉ là nơi hội họp, thực hiện các nghi lễ, diễn ra các hoạt động quan trọng của làng, mà còn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết dân tộc, sự cố kết cộng đồng Ba Na. Nhà rông xong rồi thì bà con như phong tục quen thì hội họp cái gì rồi tập trung cho nhà rông, mà có việc gì thì dù giải quyết cái chuyện lớn nhỏ gì trong làng thì đều tập trung nhà rông. Hy vọng thì được bà con mạnh khỏe, rồi chính quyền quan tâm, rồi cùng với dân làng xây dựng nhà rông trong việc chung. Nhà rông làng Con Mã có vị trí khá đắc địa, sừng sững giữa một bên là đường liên xã, một bên là dòng suối Tơ Pơn hiền hòa. Từ xa, mái nhà rông bề thế kiêu hãnh vươn lên trời xanh như một chỉ dấu cho du khách khi đến với vùng đất Hà Tây. Và không còn gì thú vị cho bạn khám phá một vùng đất, tìm hiểu bản sắc văn hóa và tính cách con người bắt đầu từ chính ngôi nhà chung của làng.